Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn cái cách chúng ta nhận diện một cái trang thanh toán mà nó an toàn. Mà hiện nay thì với cái sự bùng nổ của Internet và rất là nhiều cái trang mạng kinh doanh đã xuất hiện trên Internet. Đôi lúc có những trang là kinh doanh rất là đàng hoàng, đôi lúc có những trang là nó lừa đảo. Do đó nó sẽ tích hợp các công cụ giả danh để thanh toán. Và khi chúng ta thực hiện cái việc mà chúng ta click vào chúng ta thanh toán thì chúng ta vô tình chúng ta khai báo các cái thông tin quan trọng, ví dụ như thông tin của thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế chẳng hạn, thì như vậy thì sẽ rất là rủi ro, chúng ta có thể bị mất tiền. Thì như vậy hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn cái cách để chúng ta nhận dạng ra những cái trang thanh toán mà nó an toàn. Cái thứ nhất là nếu các bạn đã xài cái trình duyệt trình duyệt mà trên cái máy tính của mình, đã trình duyệt máy tính desktop đó, máy tính bàn đó, máy tính PC đó, thì chúng ta nên cài một công cụ gọi là Alexa, công cụ gọi là Alexa Traffic này nè đó. Thì bây giờ để có thể biết công cụ này nó ở đâu thì anh chị có thể vào trong cái mình lít chuột vào trong cái trang Google, mình chọn là Alexa. Vậy đây mình đánh Enter thì lúc này nó sẽ ra được cái Alexa. Thì cái trang alexa.com này nè, .com này nó nằm ở đầu của công cụ tìm kiếm. Chúng ta click chuột vào đây, chúng ta tiếp tục là chọn ở phần là toolbar đây, toolbar đó. Thì chúng ta sau khi toolbar thì chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn là install nè, Alexa extension, là chúng ta chọn chúng ta cài đặt đó. Lúc này thì khi chúng ta cài đặt thì Google Chrome nó sẽ hỏi chúng ta là có thêm vào hay không. Cái này tôi đã thêm vào rồi, do đó là chúng ta không cần thêm nữa. Nếu mà bạn chưa cài thì bạn chọn vào đây đó, bạn chọn thêm vào, thì cái tính năng này nó sẽ tích hợp vào trong cái công cụ mình ở đây, Alexa ở đây. Có nghĩa là khi chúng ta duyệt các cái trang web thì cái chữ Alexa này nó đều xuất hiện trên đây, thì chúng ta coi trong này chúng ta sẽ biết được cái thứ hạng của cái website, tức là thứ hạng càng cao thì những website này nó có uy tín, ví dụ như là nó đã được tồn tại lâu và được nhiều người truy cập, do đó là thứ hạng cao đó. Thì cái đó là cái lý do mà chúng tôi chỉ cho anh chị cài cái Alexa này, nó có cái tính năng mà lát nữa tôi sẽ nói tới. Bây giờ tiếp đó là tôi nói về công cụ thanh toán. Thí dụ như khi chúng ta thực hiện cái việc lướt web thì chúng ta tìm các cái ví dụ như chúng ta gặp các cái trang thì chúng ta thấy cái xuất hiện có cái công cụ thanh toán ở đây. Thì phần đông cái người Việt mình khi thấy công cụ thanh toán này thì ngại, không có dám click chuột vào đây, tại vì không biết thanh toán là thực hiện sao, cái sợ lộ thông tin này kia rồi rất là nhiều. Cái đó là cái sự lo lắng rất là hợp lý, nhưng mà đôi khi có nhiều người cũng vì quá lo lắng mà những cái trang mà gọi là uy tín thì không dám click chuột vào, nhưng mà những cái trang gọi là giả danh giả mạo thì lại click chuột vào. Và cuối cùng lại bị rơi vào trong cái trường hợp là lộ thông tin của cái thẻ tín dụng mình, như vậy thì rất là rủi ro. Thì hôm nay tôi sẽ xin giới thiệu cho anh chị đặt cách nhận dạng cái trang thanh toán gọi là an toàn. Thì tất cả các cái trang mà thanh toán như thế này nè, đặc biệt là thương mại điện tử đó, thì chúng ta thấy nó có tích hợp công cụ này, và khi người ta click chuột vào đây thì nó sẽ đưa ra qua cái trang gọi là cái trang PayPal. Thì tôi click chuột vào cái chữ buy now ở đây ha, thì nó sẽ tự động nó sẽ chuyển qua cái trang gọi là cái trang PayPal thanh toán ở đây. Thí dụ như anh chị thực hiện cái việc mua cái khóa học ở câu lạc bộ ở đây, click chuột vào đây thì nó sẽ qua được cái trang này. Thì vô trong cái trang này thì chúng ta thấy rằng là thông tin là nó kêu chúng ta cái giá của học nó nằm ở đây, chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản PayPal. Thì để đăng nhập vào tài khoản này thì trước tiên là chúng ta phải có một cái tài khoản PayPal. Cái PayPal này nó là cái gì? PayPal này nó là một cái ví điện tử, thì giống như chúng ta thấy Việt Nam mình có cái ví bảo kim ngân lượng vân vân, còn cái này ví PayPal này là cái ví quốc tế. Như vậy thì sẵn tiện đây thì chúng ta nói luôn cái ví này nó là cái gì. Thí dụ như chúng ta thấy khi chúng ta xài tiền thì chúng ta nạp tiền vào tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng nó thông với một cái thẻ ATM, thì cái thẻ ATM này chúng ta cần tiền chúng ta lấy ra cái ATM chúng ta rút tiền chúng ta xài, hoặc là chúng ta đi vô siêu thị chúng ta thanh toán vân vân, thì cái đó là cái tiền nằm trong ví chúng ta, ở trong trong cái gọi là cái có thể gọi là cái ví trực tiếp của chúng ta. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta thực hiện cái việc giao dịch trên internet chẳng hạn,
Thì bây giờ chúng ta phải qua một cái giai đoạn trung gian, ví dụ là cái ví điện tử. Thí dụ như chúng ta thực hiện cái việc mua một cái sản phẩm A đi, mua một cái sản phẩm A đi ở một công ty nào đó. Thì bây giờ khi mà thực hiện cái việc này thì chúng ta thanh toán thông qua ví điện tử, có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển tiền cho ví điện tử. Rồi cái ví điện tử này á, nó mới báo cho cái bên mà gọi là bên bán hàng chúng ta, ông này cái ông đó là ông thực hiện cái việc mua hàng rồi đó, thanh toán rồi, thì bây giờ anh giao hàng cho người ta đi. Rồi khi anh giao hàng cho người ta đi xong đó tôi sẽ chuyển tiền, tức là cái ông ví điện tử này ông chuyển tiền, tức là ông ở giai đoạn trung gian làm trọng tài để ông gọi là ông bảo đảm cho cái việc thanh toán này diễn ra một cách bình thường, chứ không có cái chuyện gọi là cái ông giao hàng tới cho cái ông mua hàng rồi cuối cùng là cái tiền thì không nhận được. Thì cái đó là mình nó giúp cho giải quyết vấn đề tránh lừa đảo. Do đó cái việc cái ví điện tử này nó ra đời là như vậy. Khi chúng ta thực hiện cái việc kinh doanh ở trên thế giới thì bây giờ nó cũng thông qua cái ví này nó làm trung gian để gọi là nó bảo đảm số tiền của chúng ta. Thí dụ như bây giờ mình mua hàng ở tại một công ty A mà công ty A nó không có chuyển tiền mình mà nó lại trừ tiền trong cái tài khoản mình, thì lúc đó mình không biết ai mình đòi vì nó sẽ khó khăn. Còn bây giờ mình thực hiện cái việc mua hàng của công ty A đó thì bây giờ mình chuyển tiền cho mấy bộ giữ trước, thì tới chừng khi mà cái ông A này ông giao hàng cho mình thì mình xác nhận là bình thường thì tự động là cái ông bê bồ này ông sẽ thanh toán cho cái ông kia sau, đó là như vậy. Còn trong trường hợp mình không nhận hàng thì mình sẽ báo bê bồ của hai năng là sẽ đòi tiền ông kia lại trả cho mình đó. Thì đó là cái một trong những cái hình thức thanh toán quốc tế nó đảm bảo như vậy thì cũng khá tốt. Cái đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì giống như nãy tôi nói là khi chúng ta thực hiện cái việc ấn vào cái nút thanh toán ở đây thì nó qua cái trang này, chúng ta khai báo ở tài khoản PayPal. Trong trường hợp này nếu mà mình có tài khoản PayPal thì mình đăng nhập vào để mình thanh toán, mà nếu chúng ta không có tài khoản PayPal thì chúng ta chọn ở bằng cái ở dưới chúng ta chọn gọi là Pay with credit or debit card đó. Thì cái công cụ này nó cũng được PayPal nó tích hợp luôn. Thì để tiếp tục đi vào cái phần này tôi quay lại nói ở cái vấn đề nãy tại sao chúng ta cài Alexa để làm gì. Thí dụ như khi mà chúng ta thực hiện cái việc click chuột và mua cái sản phẩm dịch vụ ở cái trang câu lạc bộ triệu phú.com này chẳng hạn, thì ta sẽ đưa vào trong cái trang thanh toán của PayPal, để PayPal.com. Thì bây giờ để biết cái trang này PayPal thật hay giả thì đơn giản chúng ta chọn vào công cụ Alexa này, chúng ta chọn vào đây click chuột vào Alexa. Chúng ta thấy rằng là cái hạng của PayPal rất là cao, khoảng cái 34, đại loại là chỉ 30 mấy thôi. Rất là cao, 30 mấy là ở trên thế giới, còn 18 là năm là xét ở thứ hạng của ở Mỹ, tại Mỹ đó. Thì chúng ta sẽ chọn vào đó thì chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy Alexa chúng biết chúng ta đã vào cái trang đúng, cái trang này an toàn là cái trang đúng, cái trang của Bebo. Và sau đó chúng ta thực hiện việc là đăng nhập vào, chúng ta khai báo thông tin, hoặc là chúng ta sẽ kéo xuống đây là pay with credit or debit card, tức là thanh toán mà không cần phải đăng nhập vào tài khoản Bebo đó, chúng ta thanh toán vào đây. Thì khi chúng ta chọn vào đây nó sẽ hiện ra cái tiếp tục thanh toán. Đây chúng ta kéo chuột xuống, ví dụ như chúng ta ở Việt Nam chúng ta chọn cửa sổ, tôi chọn Việt Nam. Cái số đây là cái card card number, cái này là cái số 16 số ở trên cái thẻ mặt trước của cái thẻ thanh toán quốc tế của chúng ta. Ví dụ như chúng ta có cái thẻ Visa debit gì đó ở trước nó 16 số thì chúng ta nhập 16 số vào đây. Còn cái này gọi là cái expiration date, tức là giống như là cái thời hạn hết hạn của thẻ đó, thì chúng ta lật lên mặt trước của thẻ chúng ta coi cái thời hạn cái thẻ mình được sử dụng tới bao nhiêu. Thí dụ như là tới tháng giêng năm 2018 thì chúng ta đánh đây 01 đây 18 chẳng hạn, chúng ta đánh cho đây, ở đây nó ghi là MM tức là month, là month đó là tháng, còn EA tức là year. Còn cái gì ở đây nó có cái trường là CSV, ý là CSC này là gì, có nghĩa là cái thẻ thanh toán quốc tế của chúng ta lật ra đằng sau thẻ nó có ba cái số, thì ba cái số này gọi là ba số bí mật, thì chúng ta nhập ba cái số đó vào đây. Giống như ở đây chúng ta click vào đây nó hỏi thì nó chỉ cho chúng ta là đằng sau thẻ này, đây là nó ba số thẻ đằng sau của thẻ đó. Thì ba số bí mật này chúng ta phải biết, phải giữ cẩn thận, có nghĩa là nếu trong trường hợp chúng ta bị lộ thông tin thẻ là chúng ta lộ 16 số trước và đồng thời ba số sau, thì khả năng khi chúng ta bị lộ thông tin này chúng ta có thể bị mất tiền nếu chúng ta thực hiện cái việc thanh toán trên mạng. Nhưng nếu chúng ta thông qua những cái trang mà uy tín giống như PayPal như thế này thì chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn trong việc giao dịch. Trang PayPal có thể gọi là trang thanh toán quốc tế hiện giờ là rất là an toàn, do đó anh chị yên tâm mà sử dụng. Chúng ta nói tiếp ở cái phần kế tiếp dưới đây, ở đây nó ghi là billing information, có nghĩa là nó nói là cái thông tin của cái đơn hàng,
thông tin của đơn hàng, billing, ví dụ như chúng ta là tên gì, ví dụ đây là Nguyễn Nhân A thì mình ở đây nó ghi là first name, tức là cái tên của chúng ta, first name. Ví dụ như chúng ta tên Nguyễn Nhân A thì cái chữ A đấy, A tức là tên của chúng ta. Còn middle name là cái tên lót. Ví dụ như Nguyễn Văn A thì vậy chữ chữ Văn cho nên là nằm ở chỗ này. Last name là tức là họ thì chúng ta đánh vào đây. Vậy để nghĩa là Nguyễn Văn A thì ở đây là sẽ ghi chữ A, đây chữ Văn, đây là chữ Nguyễn. À, cái address line này ở đây, cái thứ nhất có nghĩa là cái địa chỉ của chúng ta. Cái địa chỉ chúng ta tức chúng ta ở thì chúng ta có thể ghi tiếng Việt hoặc là ghi tiếng Anh. À, ghi tiếng Anh càng tốt. À, chúng ta ghi ở đây hoặc là địa chỉ thứ nhất. Chúng ta nếu chúng ta có hai địa chỉ thì chúng ta sẽ ghi hai địa chỉ. Ví dụ như chúng ta giả sử chúng ta có một địa chỉ dưới quê, một địa chỉ ở thành thành phố thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Nhưng cái địa chỉ trên là chúng ta ưu tiên là cái địa chỉ chúng ta nó sẽ liên lạc trước. Trong trường hợp không liên lạc được thì mới trường hợp thứ hai. Kế tiếp đó là cái city, city là cái thành phố để chúng ta nhập vô đây là city. Ví dụ chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta nhập đây là Hồ Chí Minh City, Hồ Chí Minh thôi. Còn cái là state chẳng hạn thì đây là cái quận, chúng ta nhập cái quận ở đây. Ví dụ như chúng ta ở quận 3 thì chúng ta nhập đây là quận 3. Cái postal code này đây là cái mã gọi là cái mã bưu điện. Thì những cái mã bưu điện này nếu mà anh chị biết thì anh chị điền vào đây, còn nếu không thì anh chị vào trong cái trang web này, anh chị vào trong cái trang gọi là đầu tư tại nhà.com ha. Anh chị lấy chuột vào trong cái biểu tượng logo này thì anh chị sẽ xuống ở cái phần gọi là hướng dẫn trợ giúp, anh chị lấy vào chuột vào đây đó. Sau đó anh chị kéo chuột xuống thì anh chị sẽ thấy được nó đây gọi là zip code ở Việt Nam, anh chị chọn vào đây thì lúc này nó sẽ hiện thị ra cho anh chị là tất cả các mã zip code tại Việt Nam. À, thí dụ như hồi nãy chúng ta ở đây chúng ta coi, chúng ta thấy là dụng cho thành phố Hồ Chí Minh là mã zip code chúng ta là 700 ngàn, 700 ngàn hoặc là 760 ngàn chẳng hạn. Thì như vậy trong cái phần zip code đây chúng ta nhập đây là 760 ngàn. Ở đây là chúng ta nhập vào là cái số điện thoại chúng ta. Ví dụ như chúng ta nhập số điện thoại ở đây, ví dụ như chúng ta số điện thoại, ví dụ như điện thoại của mình là 0937 11 3322 thì chúng ta nhập ở đây là chúng ta nhập bằng tức là 084 937 11 3322. Nếu như vậy chúng ta phải nhập đầy đủ và anh chị lắng nghe cái cách tôi hướng dẫn nha. À, đây là thí dụ số điện thoại chúng ta là 0937 11 3322 thì chúng ta sẽ nhập vào là cộng 84 ấy 084 084 ở đây là tức là cái mã vùng quốc gia Việt Nam đó. Rồi 937 11 3322 tức là không có số 0 như vậy. Rồi. Còn đây là cái địa chỉ email của mình nhập địa chỉ email vô để khi mà thực hiện thanh toán thì người ta sẽ gửi bên nội bộ nó sẽ gửi cho mình một cái gọi là cái biên lai, like, cái biên nhận là thanh toán qua cái địa chỉ email này ha. Tiếp đó sau đó thì sau khi nhập hết đầy đủ thông tin đó chúng ta bấm nút pay thì như vậy cái việc thanh toán nó sẽ được thực hiện và khi thanh toán xong nó sẽ gửi email cho chúng ta và chúc anh chị thực hiện thành công. Có cái sự thắc mắc hay trợ giúp gì thì anh chị hãy xem những cái thông tin ở phía dưới của cái mô tả của video này, thì trong cái dưới mô tả của video này có những cái video hỗ trợ kế tiếp chúng tôi sẽ hoặc là anh chị sẽ liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ cho anh chị làm tốt hơn. Xin chào tạm biệt.